Thưa quý vị, sáng nay tại Đại lễ đường Nhân dân thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Chúc mừng đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình một lần nữa bày tỏ chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đánh giá cao những đóng góp to lớn quan trọng của cố Tổng Bí thư đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quan hệ Việt Trung cũng như sự phát triển của chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Tin tưởng Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa di sản của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh ý nghĩa hết sức quan trọng của chuyến thăm, cho rằng đây là thời điểm quan trọng để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, đi vào chiều sâu, thực chất trên mọi phương diện. Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc, ủng hộ Việt Nam kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gửi điện chia buồn và thể hiện nhiều nghĩa cử đặc biệt trước việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, thể hiện mạnh mẽ tầm cao quan hệ hai đảng, hai nước và tình cảm đặc biệt giữa đồng chí Tập Cận Bình với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã được tổ chức theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình, lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc về sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, thân tình và hữu nghị, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đồng chí anh em giữa hai đảng, hai nước. Chân thành cảm ơn lời chúc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình và khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược với Trung Quốc. Mong muốn cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc kế thừa và phát huy tốt truyền thống hữu nghị lâu đời giữa hai đảng, hai nước, định hướng quan hệ Việt-Trung bước vào giai đoạn mới phát triển ngày càng ổn định, bền vững lâu dài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu to lớn quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc anh em đã đạt được dưới sự lãnh đạo hạt nhân của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong 10 năm thời đại mới và nhất là từ sau Đại hội 20 đến nay. Nổi bật là thực hiện thành công đúng thời hạn mục tiêu 100 năm thứ nhất về xây dựng toàn diện xã hội khá giả, hoàn thành toàn bộ trên 300 biện pháp cải cách được đề ra tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 18 cách đây 10 năm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc phát triển thịnh vượng, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình về tình hình Việt Nam, nhất là phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng tiêu cực, quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại. Nhấn mạnh, Việt Nam sẽ phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ gặt hái nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trên sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao mà Đại hội 13 của Đảng đã xác định. Chia sẻ về chuỗi hoạt động ý nghĩa tại điểm dừng chân đầu tiên tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 13 năm ra đi tìm đường cứu nước đến Quảng Châu để chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho cách mạng Việt Nam. Thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với sự phối hợp hỗ trợ quý báu của Trung Quốc với cách mạng Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh những năm tháng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết nên mối tình thắm thiết Việt Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Về quan hệ hai đảng, hai nước, hai đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng, nhất là từ sau hai chuyến thăm lịch sử của lãnh đạo cao nhất hai đảng trong hai năm 2022 và 2023.
quan hệ hai bên duy trì đà phát triển tích cực, đạt nhiều điểm sáng theo các phương hướng 6 hơn, bao gồm tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng. Trong bối cảnh cục diện thế giới khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam kiên trì nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, kiên định chính sách quốc phòng 4.0. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc kiên trì chính sách hữu nghị với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên và là sự lựa chọn chiến lược trong chính sách ngoại giao láng giềng. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các định hướng lớn nhằm tăng cường tin cậy, củng cố hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững theo đúng phương châm 16 chữ, tinh thần 4 tốt. Nhất trí cao về việc tăng cường tin cậy chính trị, duy trì giao lưu, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, coi trọng vai trò định hướng chiến lược của kênh đảng đối với tổng thể quan hệ song phương hai nước. Tiếp tục đi sâu hợp tác lý luận thông qua hội thảo lý luận giữa hai đảng, kịp thời chia sẻ những thành quả mới nhất về lý luận và thực tiễn của mỗi đảng, mỗi nước, đóng góp vào sự nghiệp của mỗi đảng, mỗi nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư, trong đó thúc đẩy kết nối hai hành lang một vành đai với vành đai con đường, tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng đường sắt, đường bộ, tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng, hợp tác kinh tế giữa các tỉnh biên giới, tăng cường giao lưu về cải cách doanh nghiệp nhà nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường hợp tác xây dựng các công trình lớn mang tính biểu tượng cao, tương xứng với tin cậy chính trị, thể hiện được trình độ phát triển và khoa học công nghệ tiên tiến của Trung Quốc. Đề nghị Trung Quốc hỗ trợ vốn vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư chất lượng vào các công trình cơ sở hạ tầng giao thông trọng điểm của Việt Nam. Tăng cường hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực Trung Quốc có nhiều ưu thế như kinh tế xanh, kinh tế số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường nhập khẩu hàng nông sản của Việt Nam, mở rộng các văn phòng xúc tiến thương mại tại Trung Quốc, tạo thuận lợi cho nông sản chất lượng cao của Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc. Nhấn mạnh, việc hai nước đang hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân, thúc đẩy hiểu biết tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ. Thống nhất xác định năm 2025 là năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc. Về các vấn đề quốc tế khu vực, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, cơ chế quốc tế trên cơ sở vì lợi ích chính đáng của hai nước, đóng góp vào lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Về vấn đề trên biển, hai bên đã trao đổi chân thành thẳng thắn, nhất trí thực hiện tốt các nhận thức chung cấp cao đã đạt được, nỗ lực kiểm soát và giải quyết tốt hơn các bất đồng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, giải quyết các bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện nghiêm túc đầy đủ DOC và thúc đẩy COC thực chất hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình sớm thăm lại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến ký kết các văn kiện hợp tác gồm bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, bản ghi nhớ về việc hợp tác công nghiệp giữa Bộ Công Thương và Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, giấy chứng nhận bàn giao hồ sơ kết quả dự án viện trợ Việt Nam lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng giữa chính phủ hai nước, bản ghi nhớ về hợp tác y tế giữa Bộ Y tế và Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc về tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin về nghiệp vụ ngân hàng trung ương, nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch đối với dừa tươi, cá sấu và sầu riêng đông lạnh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc, bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Hợp tác Phát triển Quốc tế Quốc gia Trung Quốc về thúc đẩy các dự án hợp tác phát triển trong lĩnh vực xã hội và dân sinh, công thư giữa Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Hợp tác Phát triển Quốc gia Trung Quốc về nghiên cứu tính khả thi dự án viện trợ kỹ thuật lập quy hoạch hai tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hà Nội, thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa Thông tấn xã Việt Nam và Tân Hoa xã Trung Quốc, bản ghi nhớ tăng cường hợp tác giữa Đài truyền hình Việt Nam và Đài phát thanh truyền hình Trung ương Trung Quốc, bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế và Cục Quản lý Trung y Dược Quốc gia Trung Quốc
về hợp tác trong lĩnh vực y dược cổ truyền. Bản ghi nhớ về chương trình trao đổi báo chí truyền thông giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Toàn quốc Trung Quốc giai đoạn năm 2024-2029. Bộ Công Thương và Chính quyền Nhân dân tỉnh Hải Nam và tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại.